Hello, xin chào cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Kim Hình UK Cuộc Sống Anh Quốc. Hôm nay là ngày nghỉ của chú anh chị, ngày lễ ở Anh hả mọi người. Cả nhà Kim đang đi đến một cái thành phố khác của chú anh chị, thành phố Blackpool hả mọi người, cách Liverpool khoảng 43 km. Đây là giống như là một cái thành phố du lịch đó mọi người, ở một cái trung tâm du lịch giải trí nè, có nhiều cái trò chơi mạo hiểm của chú anh chị và cái thành phố nằm ven bờ biển nữa. Sẽ dẫn các bạn nhỏ đến đây chơi hả cô chú anh chị. Ba Chi bây giờ đã mua hai cái vé cho hai anh của Chi vô trong cái khu công viên trò chơi đó chơi hả cô chú anh chị. Tại vì trong đó giống như là cái khu trò chơi mạo hiểm dành cho những bé lớn á cô chú. Chi Chi thì nó nhỏ, nó chưa có chơi được. Một cái vé là khoảng 55 bảng Anh cho một người ha cô chú anh chị. Mình muốn ở bao lâu cũng được, thì hẹn hai anh của Chi là 3 giờ chiều là sẽ đi ra ngoài gặp nhau ngoài này. Ở trong đó là có bán đồ ăn nước uống luôn cô chú anh chị. Còn Kim với Chi với Ba Chi thì sẽ đi dạo ở bờ biển. Rồi đi bên đây có khu trò chơi cho trẻ em nè, mấy bé nhỏ nhỏ giống như Chi nè cô chú anh chị. Oh my god. Để mày quay phim ngoài đây cái nè. Đẹp quá hả? Ở đây cái bãi biển này có người ta làm cái bậc thang đi xuống nè cô chú anh chị. Nhìn đẹp. Nhìn đẹp mà sạch sẽ quá mọi người. Ở bên kia, múc bên kia có một cái tòa cao cao với lại có cái vòng quay nữa. Cái này cũng là một cái người ta xây dựng làm một cái đường đi ra giống như ra biển đó cô chú anh chị. Đây ở trên đây là, ở dưới đây là nước biển đó mọi người. Mình đang ở trên cao nè, ở dưới đó cũng có nhiều trò chơi cho trẻ em đó. Hồi nãy hai anh của Chi là chơi bên kia cho cái khu mấy bé lớn từ 12 tuổi trở lên nè mọi người. Ở bên đây thì sẽ cho những cái bạn nhỏ nè. Let's go Chi. Ok. Ở trong đây có quán bar của chú anh chị. Cái quán bar này có đồ ăn nước uống, như là uống bia uống rượu gì đây cũng được ngon rồi đây. Ngồi đây có cái view ngoài biển nè cô chú anh chị, cũng đẹp nữa, gió mà điều gió mạnh, hơi lạnh lạnh đó mọi người. Đây có chỗ đồ chơi cho Chi vậy nè. What do you want on it though? Do you want it? You won't want it with onions, will you? No, just plain, please. Take
So they went on the big roller coaster. He said he spent 20 minutes trying to tell Cameron to go on it. And then they got him online and Cameron said, bây giờ cả nhà Kim đi bộ dọc theo bờ biển hết cô chú anh chị. Phía dưới cái trụ mà cao cao đó mọi người, là cũng có một khu vui chơi nữa, cũng đi ra ngoài biển luôn đó cô chú anh chị. Từ ở trên này mà đi xuống dưới chỗ đó là khoảng một cây số đó cô chú anh chị, nhìn thấy như vậy nhưng mà xa lắm. Ở dưới đây cũng có rất là nhiều trò chơi cho trẻ em như Chi nè cô chú anh chị. Em Chi rất là mê đi cái xe vòng vòng đây nè mọi người. Chạy cái xe vòng vòng như vậy, đi 4 quận luôn, đi hết từng xe luôn đó, đi xe máy xong rồi tới xe hơi, xe lửa. Kim đang mua cái bánh churros này nè cô chú anh chị, giống như là một cái loại bánh quẩy đó mọi người. Cái này người ta chiên lên mà ăn giòn xốp rất là ngon, ăn cùng với mấy những cái loại sauce giống như là sauce chocolate nè, chocolate đen, chocolate trắng. Kim rất là thích ăn bánh này mọi người, giòn xốp mà ngon lắm, ăn cùng với nhiều cái loại mứt á, ngon lắm cô chú anh chị. Are you paying card? Card, yeah. £6 then, please. Dinner. Nóng nha con, để mà cầm cho. Ngon chưa? Bây giờ ra chỗ hẹn lúc nãy, chỗ hai anh của Chi chơi nè cô chú anh chị, đón hai anh xong rồi đi ra xe về luôn mọi người. Mấy hôm nay trời nắng rất là đẹp cô chú anh chị, trời nắng ấm, bữa trưa là khoảng 17, 18, 19 độ luôn mọi người. Hai anh em đang chơi ngoài vườn nè cô chú anh chị. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem video. Xin hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ Kim nha. Và nhớ bấm chuông để đón xem những video tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye.